Chào mọi người, mọi người có khỏe không? Đây mình vừa mơ tới, mình vừa mới tìm được một viên đá này mọi người. Đây này, mới lật nó lên. Đây rất là nhiều tinh thể này. Viên đá này nó có màu xanh nha, màu xanh nhớt. Bên trong á, đập ra bên trong nó có. Rất là chắc luôn á. Trong này nó có độ trong này. Cái đá lăn là tha về. Hôm nay mùa mưa. Nằm lộ thiên à, không là đào luôn. Đào chống chửi. Đây là một loại thạch anh, biến thể của thạch anh. Kiếm viên nào có độ trong. Vậy quá chưa? Rất là nhiều cây cối. Để bò lên từ đây rất là gian nan nha mọi người, không phải dễ ăn đâu. Bên kia là bị sạt lở. Đây có mấy cục lũa này. Độc à. Đây là dòng cây sơn đá. Đây là cục lũa mọi người. Đây là gỗ sơn đá này. Hình con quái thú. Siêu cứng. Một viên thạch anh. Đây là dạng biến thể của thạch anh. Ô, mày.
Đi lên tới đỉnh này mệt đuối. Nhìn này khá đẹp rồi. Nhìn này đẹp nhưng không có trong mọi người. Không có độ trong. Nhìn hãm lắm. Ngắm tí à. Này rất là nhiều cây. Mũi cũng nhiều nữa. Đây là một loại bò cánh đỏ. To đẹp này. Tinh tế nó. Mấy viên thả hồ cá chơi được. Đường khó đi lắm mọi người. Ơ dạ. Yeah. Ổ bài nhảy quá. Ổ bài nhảy quá. Ui con gián thời tiền sử. Đây ơi. Đây là con gián thời tiền sử nè. Người ta là tổ tiên của nó là bọ ba thầy á. Gần là tiên nhìn thấy nó luôn. Tụi nó tuyệt chủng rồi á. Wow. Thấy không. Đây người nó coi nó còn tồn tại mọi người. Tổ tiên của nó là loài bọ ba thầy. Ui anh chạy. Hàng này oh.
trong này có một viên cực kỳ trong suốt đây này. Nó mờ là do nó bị bám rêu mà người, chứ nó trong lắm này, tinh thể này.